Đồ quý nè, đồ quý Việt Nam đem về á. Trước khi xài bây giờ phải tráng khuôn nè. Rồi hút lẹ thiệt á. Vừa quét cái đó xong rồi thôi, đậy cái nắp lại để lửa riu riu chút lên đây. Có nghĩ thêm á, nó còn rút thấy chán nhách nữa rồi má. Rút thì thêm. Tại cái này đất bằng đất nung á nên nó hút dữ lắm. Chưa nấu qua đó nên Dạ. là nó dễ. Mình làm vậy cho cái nồi nó chắc thôi chứ còn nhiều người thì ta về ta đổ nước vô rồi thì mình Cái này mình ôm trên người mà đâu dám đổ nước. Việt Nam mình đi máy bay mười mấy tiếng mà ôm này ha. sợ ta trúng á, Bởi này lúc mà đẩy đi đi ra khỏi sân bay cũng sợ nó trúng, nó trúng khép nó nép bể. khép nép đặng, bởi sợ Đấy. ba con đẩy không ấy, mẹ canh chừng mày đẩy không Ở đây đâu thấy bán cái này đâu, ở Mỹ không thấy bán sợ Việt Nam cái này để không đậu cho bánh để con cọt. đẩy mà mẹ nó không để bị dán Hồi vô hồi xưa bánh cọt miền Trung á là nó có từ nắp từ nắp từ nắp luôn. Nắp đậy á. đúng rồi, mỗi một cái khuôn cái nắp. Ừ. Mà cái đó không có ở trong Sài Gòn, không có bán Cái nữa. này của miền Nam, cái khuôn của miền Trung là ngoài miền Trung mới có con nghĩ. Miền Trung là nó đậy từ nắp nhỏ vậy đó. Mà bây giờ mới thấy là gì nè, người ta đổ bánh khọt có hổ, người ta không có giống như hồi xưa, người ta đổ dầu vô ập ngập chẳng, Gì vậy? bởi vì cái bánh khọt nó giòn rụm lên giống như bánh xèo vậy đó. Đây là cách mình Nung 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 khọt nung 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 cái nồi, cái khuôn cái bánh khuôn bánh khọt. khọt. Trước khi mình xài nên nung nó không nó mau vỡ lắm. Cho nó hơi dầu nó hút vô càng nhiều càng tốt. Để lửa rất là thấp ha. Cái bóng con tiêu nữa đi. Tôi cá. Bây giờ bà ngoại bữa hôm về hỏi quản ăn cá gì vậy đó sao? Ăn cá bông lau. Bà mua có 2 khúc. Mà mốt biết. Mình nấu về khoảng bao lâu má? Nó cần thì xin lít quét nước sơn chống xe không? Quét nước sơn bỏ lửa nó cháy kìa. Nhìn nè. Ai biết tưởng luôn kìa. Hay là mình kiếm inox Bọc đất vừa ra hả? gọt đất nó lại. Có người ta bọc thiệt cái bộ. Ừ. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin hẹn gặp lại các bạn lần sau. Nếu các bạn thích video của mình, xin hãy nhấn like và subscribe và chuông để nhận được những thông báo mỗi lần mình có video mới ra.